Mini Việt Nam xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thưa quý cô chú anh chị và các bạn, như vậy là sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì Việt Nam từ ngày 1 tháng 7 sẽ thực hiện thí điểm việc người nhập cảnh tại Quảng Ninh sẽ chỉ cách ly y tế tập trung 7 ngày. Lúc đó thì khi quý cô chú anh chị và các bạn về Việt Nam mà đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2 thì quý cô chú anh chị và các bạn sẽ chỉ cách ly y tế tập trung 7 ngày. Đây chính là thông tin từ Bộ Y tế vừa ban hành trong quyết định 3092 về triển khai thí điểm hướng dẫn cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh. Theo đó, Bộ Y tế triển khai thí điểm tại tỉnh Quảng Ninh trong thời gian từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7. Cụ thể, thời gian cách ly y tế tập trung là 7 ngày đối với những người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Ngoài ra, có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2 và xét nghiệm kháng thể kháng SARS-CoV-2 dương tính vào ngày thứ nhất sau khi nhập cảnh. Với các trường hợp còn lại, sẽ thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày thay vì 21 ngày như hiện nay. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung 7 ngày, các đối tượng này sẽ tiếp tục cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. Đối tượng áp dụng quyết định này là những người nhập cảnh theo quy định của Chính phủ Việt Nam và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, cách ly y tế, tự theo dõi sức khỏe đối với người nhập cảnh. Quyết định không áp dụng đối với người nhập cảnh làm việc dưới 14 ngày. Các trường hợp này sẽ cách ly y tế tập trung tại khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng và người nhập cảnh tự nguyện chi trả toàn bộ chi phí. Theo quy định này, người nhập cảnh có giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 do cơ quan có thẩm quyền tại nước tiêm vaccine cấp. Vaccine tiêm phòng phải được Tổ chức Y tế Thế giới hoặc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Mỹ, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu hoặc Việt Nam cấp phép sử dụng, liều cuối cùng tiêm vaccine trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến lúc nhập cảnh. Người nhập cảnh có giấy xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19 do cơ quan có thẩm quyền của nước điều trị cấp. Thời gian từ lúc xuất viện tính đến ngày nhập cảnh không quá 12 tháng bao gồm chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật tay nghề cao, sau đây gọi chung là chuyên gia và thân nhân, học sinh, sinh viên quốc tế, vận động viên, khách ngoại giao, công vụ. Người nhập cảnh có giấy xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19 do cơ quan có thẩm quyền của nước điều trị cấp. Thời gian từ lúc xuất viện tính đến ngày nhập cảnh không quá 12 tháng bao gồm chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật tay nghề cao, sau đây gọi chung là chuyên gia và thân nhân, học sinh, sinh viên quốc tế, vận động viên, khách ngoại giao, công vụ. Bộ Y tế cũng quy định người tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 cần chuẩn bị thêm giấy tờ sau bằng tiếng Anh gồm giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine COVID-19, giấy xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19. Bộ Y tế cũng yêu cầu trước khi nhập cảnh, người nhập cảnh bắt buộc thực hiện các nội dung sau. 1. Khai báo y tế qua ứng dụng VHD hoặc Bluezone trên điện thoại thông minh hoặc trên trang web tờ khai y tế.vn trong vòng 36 giờ trước giờ dự kiến khởi hành tại cửa khẩu đi. Quý cô chú anh chị và các bạn nhớ lưu mã QR code trên điện thoại thông minh hoặc in mã QR code ra giấy. Đối với trường hợp đặc biệt, người già, trẻ nhỏ, người khuyết tật không sử dụng điện thoại thông minh để xuất trình tại cửa khẩu. 2. Đăng ký khách sạn cách ly y tế tập trung, địa điểm cách ly y tế tại nhà, địa điểm lưu trú trong thời gian tự theo dõi sức khỏe qua ứng dụng VHD hoặc trên trang web tờ khai y tế.vn. 3. Đối với chuyên gia và thân nhân, học sinh, sinh viên quốc tế thì đăng ký khách sạn cách ly y tế tập trung, địa điểm cách ly y tế tại nơi lưu trú theo phương án đã được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. 4. Đối với khách ngoại giao, công vụ và thân nhân thì đơn vị mời đoàn và thực hiện đăng ký khách sạn cách ly y tế tập trung, địa điểm cách ly y tế tại nhà theo phương án do Bộ Ngoại giao phê duyệt. 5. Đối với người Việt Nam nhập cảnh thì sẽ đăng ký khách sạn cách ly y tế tập trung, nếu có nguyện vọng, địa điểm cách ly y tế tại nhà, địa điểm lưu trú trong thời gian tự theo dõi sức khỏe. 6. Các đối tượng còn lại sẽ đăng ký địa điểm cách ly y tế tại nhà, địa điểm lưu trú trong thời gian tự theo dõi sức khỏe. Trường hợp nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đất liền, cửa khẩu cảng, nếu người nhập cảnh không sử dụng điện thoại thông minh và không có người khai báo y tế hộ thì thực hiện khai báo y tế tại cửa khẩu nơi nhập cảnh. Những người thuộc đối tượng cách ly y tế tập trung 14 ngày và đã hoàn thành cách ly y tế tập trung, tiếp tục về tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.
Những người thuộc đối tượng cách ly y tế tập trung 7 ngày, cách ly y tế tại nhà 7 ngày và đã hoàn thành cách ly y tế, tiếp tục về tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Trước đó, như quý cô chú anh chị và các bạn cũng đã biết, ngày 11 tháng 6, Bộ Y tế họp trực tuyến với các bộ, ngành liên quan và tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai thí điểm phương án cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh qua cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh. Báo cáo từ đại diện tỉnh Quảng Ninh cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, Quảng Ninh đã đón trên 200 chuyến bay đưa công dân Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh qua cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Các quy trình phòng chống dịch tại sân bay, vận chuyển và cách ly tập trung được triển khai bài bản, nhuần nhuyễn. Trước đó, ngày 22 tháng 6, Văn phòng Chính phủ có công văn gửi Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, thông báo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu cho thí điểm hộ chiếu vaccine với khách quốc tế đến một số trung tâm du lịch có thể kiểm soát được dịch bệnh như Phú Quốc, Kiên Giang. Qua những thông tin trên, quý cô chú anh chị và các bạn cũng đã thấy, đây chính là dấu hiệu tích cực cho thấy Việt Nam bắt đầu mở cửa đón khách quốc tế, tạo điều kiện cho người từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Thông tin này trước hết là tin vui cho người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có du học sinh, bà con kiều bào, rất mong muốn được về Việt Nam. Nhiều người đã tiêm vaccine đầy đủ, gọi là cầm trong tay hộ chiếu vaccine, nhưng chưa có điều kiện thuận lợi để trở về. Tiếp đến là nhiều nhà đầu tư, chuyên gia nước ngoài muốn vào Việt Nam nghiên cứu làm ăn, này đã có được cơ hội, hộ chiếu vaccine sẽ là chiếc vé để vào sân chơi Việt Nam. Tin vui này cũng đến với ngành hàng không. Điều này sẽ giúp cho ngành hàng không sẽ dần phục hồi trở lại. Chỉ cần mở cửa cho khách có hộ chiếu vaccine, ngành hàng không sẽ nối lại các chuyến bay quốc tế. Chỉ riêng người Việt Nam ở nước ngoài trở về cũng có một lượng khách rất lớn. Và nó cũng chính là tin vui cho ngành du lịch dịch vụ. Khách quốc tế vẫn xem Việt Nam là một địa chỉ đến an toàn với nhiều danh lam thắng cảnh. Chỉ cần mở cửa, chúng ta sẽ đón rất nhiều khách. Nếu Việt Nam thực hiện việc áp dụng hộ chiếu vaccine mạnh mẽ thì việc mở cửa cho người dân giao lưu quốc tế để làm ăn sẽ là một tin vui đáng mừng. Chỗ nào đóng cửa dập gì cứ đóng, chỗ nào mở cửa buôn bán kinh doanh, hợp tác quốc tế cứ mở. Cùng với mở cửa đón khách là tiêm vaccine càng bao phủ rộng thì cửa mở đón khách quốc tế càng rộng. Đến đây Mini Việt Nam xin tạm dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trong clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.